Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 81. Thanh Đài gật đầu, nhẹ giọng nói, nô tỳ cũng thấy đoàn nương tử thật kỳ lạ, nhìn người không thoải mái. Lời của nàng, ngài đừng nên tin tưởng thì tốt hơn. Ta tất nhiên sẽ không tin, đào hoa bĩu môi nói về chuyện của lan quý phi chỉ có thể tin một người ai thẩm tại giả thành đài ngạc nhiên nhìn nàng ngài định đi hỏi tướng ra sao ta không phải kẻ ngốc nói là đi tham gia cho vui sao lại vì chuyện này mà đi chọc giận rắn độc đào hoa liếc mắt nắn bao trà nói về chuẩn bị qua loa là được pha trà nàng không giỏi lắm nhưng cũng đã học qua đối phó tạm thời không vấn đề gì đang suy nghĩ phía trước trên con đường nhỏ liền có chút động tĩnh. Chạm lô dẫn người bắt một gia nô trông giống người ở cửa phòng, đi về hướng lâm vũ viện. Đào hoa ngạc nhiên, quay đầu định tránh nhưng không đủ nhanh, tiếng của chạm lô đã vang lên từ xa, hương nương tử, ra mời ngài cũng đi một chuyến. Khóe miệng co giật, trực giác mách bảo nàng rằng chuyến đi này không có gì tốt. Bị bắt có lẽ liên quan đến việc giấu tin tức trước đây, nhưng nàng không có cớ gì để trốn. Quay người lại, Đào hoa cười nhẹ, mang theo thanh đài đi về phía họ, ôn tồn nói, vừa hay ta cũng muốn đi thỉnh An ra. Chạm lô gật đầu, thầm nghĩ ngài rõ ràng định chảy, khả năng nói dối không chấp mắt, lại giống tướng ra thật. Thẩm tại giã đang ngồi chờ trong nhà chính, từ xa thấy bóng dáng quen thuộc ngoài cửa, hắn nhớn mày, không nhịn được nở nụ cười thâm ý. Đào hoa, đến đây. Khương đào hoa cười mỉm, đứng ngoài bậc cửa, tay nhẹ nhàng gầy khung cửa, thiếp có thể không qua không. Hôm nay thầm tại giã cười thật kỳ lạ, so với đoàn vân tâm còn khiến nàng run rẩy hơn. Thẩm tại giã không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm nàng. Trong mắt hắn rõ ràng viết, ngươi không đến, tự chịu hậu quả. Đùa hà, nàng đâu phải loại người tham sống sợ chết. Đào hoa kiêu hãnh nâng cầm, sau đó nhanh chóng chạy tới thầm tại giã, mùi vào lòng hắn, vẻ mặt nịnh nọt cười, ra có gì phân phó. Người nhìn xem, chính là người này làm ta hiểu lầm ngươi. Thẩm Tại giả ôm lấy nàng, đặt cằm lên đỉnh đầu nàng, ôn tồn hỏi, ngươi nghĩ nên xử lý hắn thế nào? Trạm Lô đá ngã người gác cổng xuống đất, người gác cổng hoảng sợ, vội quỳ dậy, vừa dập đầu vừa nói tiểu nhân bị oan. Đào Hoa mặt đen lại, quay đầu nhìn Thẩm Tại Dã, mắt mở to, ngươi nói giao cho Trạm Lô xử lý mà. Sao lại lôi ta vào chuyện này? Thẩm Tại Dã mỉm cười, hắn nghĩ rằng ngươi là người bị hại nên để ngươi định tội là tốt nhất ta không đồng ý, ngươi không cho ta thêm tiền, sao lại muốn ta ra tay? Mấy ngày này cho ngươi thêm tiền công chưa đủ sao? Đó là an ủi thôi, ngươi đừng xem ta ngốc, không thể nói nhập làm một được. Hai người trao đổi ánh mắt, người ngoài nhìn vào tưởng là nồng tình mật ý, nhưng chỉ họ biết rõ bên trong bao nhiêu đao kiếm đang ẩn hiện. Khương Đào Hoa rất tức giận, cắn răng trừng mắt, ta không dễ bị lừa như vậy, người ít nhất phải cho ta một món bảo bối nhỏ nhưng tinh xảo không cần loại hồng san hô thẩm tại giã ghét bỏ liếc nhìn nàng không biết điều hồng san hô còn đáng giá hơn tất cả đống đồ của nàng vậy mà nàng lại ghét bỏ nhưng để được việc thẩm tại giã vẫn gật đầu đồng ý đào hoa cười nhẹ ôm cổ hắn nhìn người quỳ trước mặt giọng nói thanh thản người này giấu tin tức không báo cho ra lại báo cho người khác khiến thiếp chịu nhiều khổ cực nếu còn giữ lại mạng hắn thiếp không đồng ý đâu dù đã chuẩn bị tâm lý thầm tại giã vẫn bị giọng điệu của nàng làm giật mình trong mắt không giấu nổi sự ghét bỏ có thể nhập phai chốt không đào hoa thầm nhéo hắn một cái ho nhẹ một tiếng thầm tại giã thu lại ánh mắt nhìn về phía cửa phòng kia nghe đào hoa nói người gác cổng sợ hãi run rẩy mặt đầy sợ hãi tướng ra ngài nghe nô tài nói hôm đó khi nam vương phái người đến truyền tin ngài đang ở thư phòng bận công việc nô tài nghĩ không phải việc lớn, nên mới truyền tin cho phu nhân để phu nhân quyết định. Về lý về tình đều hợp lý, sao lại muốn lấy mạng nô tài? Lời này của ngươi thật kỳ lạ, đào hoa nháy mắt, dựa vào lòng thầm tại giã, vẻ mặt kiêu ngạo, ra đang bận ngươi không báo cũng được, nhưng sau đó sao không thông báo một tiếng. Dù sao chủ nhân của phù này là tướng gia, không phải phu nhân. Người gác cổng sướng sờ, cảm thấy khó chịu, cúi đầu nói, sau đó có nhiều việc, nô tài nghĩ phu nhân sẽ nói cho tướng ra, nên không bẩm báo. Nói vậy, là phu nhân sai sao? Thẩm tại giã nhíu mày. Người gác cổng không dám nói phải, nhưng đúng là vậy, chỉ có thể im lặng. Đang rằng co, bên ngoài đầy tớ vào bẩm báo, phu nhân tới. Nghe vậy, đào hoa lập tức muốn nhảy xuống từ lòng thầm tại giã. Nhưng vị đại gia này không có ý buông tay, ôm nàng như ôm con mèo, còn vuốt vuốt lưng nàng. Đừng sợ, người đúng lý mà đúng lý nhưng không thể ngồi trong lòng hắn trước mặt phu nhân thế này là sao đào hoa trừng hắn sau đó mặt bình tĩnh nhìn thẳng phía trước không nhìn nàng mai chiếu tuyết bước vào phòng sững sờ nhìn hai người dính sát nhau sắc mặt khó coi đào hoa cố gắng rằng co chỉnh lại y phục rồi cúi chào phu nhân bình an mai chiếu tuyết nhẹ gật đầu không nói gì trước công kính tình an thầm tại giã rồi liếc người gác cổng bên cạnh, chuyện gì xảy ra vậy? Phu nhân cứu mạng, người gác cổng như thấy cứu tinh, vội dập đầu trước Mai Chiếu Tuyết, nô tài tội không đáng chết, tội không đáng chết. Mai Chiếu Tuyết hơi ngạc nhiên, rồi hiểu ra, mỉm cười nhìn thầm tại giã, ra sao lại giận dữ thế này? Phái người cứu Nam Vương, thiếp thấy việc này không sai. Không sai, thầm tại giã nhíu mày, hắn giấu tin không báo, khiến ta hiểu lầm Khương Thị rồi phạt nặng hắn không sai chẳng lẽ sai là ta mai chiếu tuyết mím môi nhẹ giọng lúc đó ra đang bận thiếp là chủ mẫu của phủ nên có thể thay ra quyết định nên hắn mới đến lăng hàn viện truyền lời thiếp không biết nàng nghĩ sao khi biết rõ sự việc thiếp thấy không phải chuyện lớn nên không báo ra lời này thật khéo léo ngay lập tức biến dấu diếm thành không tranh công mai phu nhân thật lợi hại thẩm tại giã nghiêng đầu nhìn đào hoa sau đó từ thái độ xem náo nhiệt trở lại, ủy khuất nói, phu nhân nói không tranh công, nhưng làm ra hiểu lầm thiếp không tuân quy củ, để thiếp đói bụng hai ngày. Ngài đúng, cửa phòng này đúng, ra cũng đúng, vậy sai là thiếp sao? Thiếp đáng bị oan uổng sao? Mai chiếu tuyết ngẩng đầu, ôn hòa cười, người bị ủy khuất, ra cũng đã an ủi và đền bù, cần gì phải không tha cho người đầy tớ trung thành và tận tâm này. Trung thành cũng phải xem là trung thành với ai. Đào hoa nhấm nhẳng, nhận tiền công của gia mà trung thành với người khác, đó mới đáng sợ. Đào hoa, thẩm tại giã giả vờ nhẹ nhàng trách, lời này của ngươi chẳng phải là đổ tội cho phu nhân sao. Thiếp bị ủy khuất, thiếp hoan uổng, đào hoa mở to đôi mắt đẫm lệ, kéo ống tay áo thẩm tại giã, nhẹ nhàng lay động, ngài đã nói sẽ không để người hải thiếp được sống yên. Hiện giờ hắn ở đây, chính là hắn làm hải thiếp. Ngài nói, hắn không nên chết sao thẩm tại giã nhíu mày, vẻ khó xử nhìn Mai Chiêu Tuyết một cái. Mai phu nhân sắc mặt khó coi, nhíu mày nhìn chằm chằm Khương Đào Hoa, nương tử gần đây được sủng, không còn giống trước kia. Trước kia biết tiến lui, giữ quy củ, sao hôm nay lại càn quấy như vậy? Làm nàng cam tâm tình nguyện sao? Đào Hoa miếu máu, ủy khuất nói, nếu giống trước kia thì phải nuốt vào vô số oan khuất, thiếp thà rằng thay đổi, cũng phải cầu xin ra làm chủ ra quay đầu nhìn thầm tại giã, đào hoa đáng thương nói, trước đây ngài đã nói với thiếp, đời này kiếp này đều muốn bảo vệ thiếp. Ai làm hại thiếp một tấc, ngài sẽ đáp trả một trường. Nếu làm trái, bị thiên lôi đánh, đó đều là ngài nói. Khi nào hắn đã nói vậy, thầm tại giã nheo mắt nhìn nàng, tiểu nha đầu này đừng tưởng hắn không hiểu đây là biến đổi pháp chú hắn. Nhưng tính sổ sau, hắn đè nén cơn tức, gật đầu nói ta nói được là làm được ra, mai chiếu tuyết nhíu mày, người gác cổng dù sai thế nào, cũng không đáng chết. Ngài thực sự vì khương thị mà tàn nhẫn như vậy, sợ rằng sẽ không có danh tiếng tốt. Thanh danh của ta khi nào thì khá, thẩm tại giã bật cười, người khác không biết, người còn không biết sao. Bên ngoài đều nói ta là gian thần, không phải người tốt. Nếu đã không phải người tốt, thì làm chuyện xấu cũng chẳng sao. Sau lưng lạnh toát, mai chiếu tuyết mặt tái mét, hoàn toàn không nghĩ khương thị trong lòng ra lại quan trọng như vậy đến mức vì nàng mà mất lý trí nàng đã tính toán hậu quả từ sớm nghĩ sẽ không nghiêm trọng mới để tần thị bảo người gác cổng không bẩm báo lâm vũ viện kết quả là tướng ra nô tài chỉ nghe lệnh làm việc thấy phu nhân không giữ được mình người gác cổng vội quỳ tiến lên hai bước bất chấp nói nô tài vốn định bẩm báo lâm vũ viện nhưng lời không dám nói hết hắn liền nhìn mai chiếu tuyết Mai chiếu tuyết rủ mắt, tay trong tay áo nắm chặt. Người quả nhiên không đáng tin, khi bị đe dọa tính mạng, lòng đâu còn trung thành. Nàng thả nuôi chó còn hơn. Thiếp thay tần thị xin lỗi ra. Mai thị cúi đầu, nhẹ giọng nói, tần thị tùy hứng không phải một ngày hai ngày. Đột nhiên có ý như vậy, thiếp chưa kịp ngăn lại. chương 82 a à, thẩm tại giã ngạc nhiên, chuyện này liên quan đến tần thị sao? Mai Thị thở dài, thực ra chuyện này không liên quan đến thiếp. Khi người gác cổng báo tin, thiếp đang nghỉ ngơi, tần nương tử ở trong sân nên thuận tay phân phó tiếp tục. Thiếp không biết nàng nghĩ sao, khi biết rõ sự việc, thiếp thấy không phải chuyện lớn nên không báo ra. Đào hoa ngạc nhiên, nhìn gương mặt bình tĩnh của Mai Phu Nhân, trong lòng toát mồ hôi thay tần thị. Âm thầm đầy toàn bộ trách nhiệm cho người khác, đáng thương tần thị có lẽ còn chưa biết gì, phải chịu tội thay nếu không phải lỗi của phu nhân thì không thể trách phu nhân đào hoa thu lại tâm tình cười nói phu nhân ôn hòa luôn nghĩ cho người khác tần nương tử bản tính tiện lương chắc không có ý xấu theo ý thiếp không cần lấy mạng người này chỉ cần hắn giao tiếp xong chuyện bên trong rồi ra khỏi phủ là được mai chiếu tuyết ngạc nhiên liếc nhìn nàng khương nương tử vừa rồi không nói muốn mạng hắn sao cứu một mạng người hơn xây bầy tòa tháp thiếp cũng muốn tích đức đào hoa tựa vào thầm tại giả cúi đầu cười, huống chi ra chỉ là mạnh miệng, lòng lại mềm. Đâu thực sự lấy mạng người ta. Ban đầu nói trừng phạt nghiêm trọng, giờ như một bước, người gác cổng lại thấy như được ân huệ, vội dập đầu, đa tạ khương nương tử, đa tạ tướng ra. Mai chiếu tiết nhẹ nhàng nhìn hắn, mím môi nói với thầm tại giả nếu khương nương tử rộng lượng, chuyện tần thị. Thầm tại giả thản nhiên, lần này có thể không truy cứu, nhưng nếu có lần sau, ta phát hiện trong phủ có người động tâm tư lệch lạc, người làm phu nhân sẽ mất chức. Thiếp hiểu, Mai Chiếu Tuyết gật đầu, đứng lên nói, thiếp cáo lui trước, còn phải về luyện trà nghệ. Ừ, thẩm tại giã gật đầu, nhìn nàng lui ra, rồi phất tay để chạm lô đưa người gác cổng quỳ ra ngoài. Trong phòng yên tĩnh trở lại, đào hoa đứng thẳng người, vuốt eo mình. Nếu mày thầm nghĩ, phu nhân sẽ tính sổ với ta chuyện này. Người còn sợ nàng sao? thẩm tại giã cười khẽ, dương mắt nhìn nàng, về thông minh, nàng không bằng ngươi. Nhưng về ngầm, dù sao gừng càng già càng cay, đào hoa nhìn thẩm tại giã, nếu sau này có chuyện gì, ra phải che chở thiếp. Thẩm tại giã mỉm cười, kéo nàng vào lòng, chậm rãi nói ta không che chở ngươi sao. Nếu không che chở, nên bị thiên lôi đánh. Khẽ run lên, đào hoa vội ôm cổ hắn, hôn lên mặt hắn, ra là tốt nhất. Tuyệt không tốt, thẩm tại giã ngoài cười trong không cười, có con thỏ nhỏ nói chuyện không làm ta thích. Ta đang suy nghĩ nên hấp hay kho tàu. Tha cho nó một mảng tốt nhất, đào hoa uốn éo thân thể, nhẹ nhàng nói, con thỏ nhỏ đáng yêu như vậy, sao ngài nhẫn tâm ăn nó được kia chứ? Thẩm tại giã bấm eo nàng, hư lạnh, thật dễ nói chuyện. Phải, thiệp ý là, thiệp xúc ra nhiều như vậy, ra nên khoan hồng độ lượng, đừng so đo từng chữ từng câu. Đào Hoa nghiêm túc nói, thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, hơi chút so đo, ra sẽ sống lâu trăm tuổi. Ý là, so đo với nàng hắn sẽ đoàn mệnh, thẩm tại giã vừa giận vừa buồn cười, vớt ve mặt Đào Hoa, nói gì dễ nghe cho ra nghe một chút. Dạ anh Tuấn tiêu sái, là nam nhân đẹp nhất thiếp từng thấy ở đại ngụy. Trong mắt cười, thầm tại giã nhớn mày, thật sao? Thật, vì thiếp chưa từng thấy nhiều nam nhân đại ngụy. thẩm tại giã. Chạm lô xử lý người gác cổng trở lại, chỉ nghe thấy trong Lâm Vũ viện tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo là tiếng gà bay chó sủa. Kinh ngạc nằm sấp bên cửa nhìn, hắn cầm gần như rớt xuống. Thời gian qua chủ tử nhà mình nghiêm chỉnh, giờ lại hạ thấp mình cùng Khương nương tử đùa giỡn. Đào Hoa gắt gao chống đỡ một cái ghế, đẩy Thẩm Tại Dã ra xa một chút, thiếp chỉ đùa một chút, ngài nhẹ tay thôi. Thẩm Tại Dã giống như cười mà không chống tay lên ghế, ta cũng đùa với ngươi một chút người có bản lĩnh đừng chạy. Thiếp không có bản lĩnh, đào hoa bỏ chạy, thiếp tiếc mạng. Người rõ ràng không cần mạng. Trong phòng gối đầu, bình hoa bay tứ tung, không thứ gì vỡ. Khương đào hoa không nhìn thấy, nhưng chạm lô ở cửa thấy rõ. Chủ tử nhà mình rõ ràng đang trêu chọc nàng, thích xem nàng hoảng sợ bỏ chạy, đồ ném đến đều trúng đích. Lắc đầu, chạm lô cũng lo lắng, tiếp tục như vậy, thực sự không có vấn đề sao sau một nén nhang hai người mệt mỏi nằm trên giường đào hoa thờ hùng hộc nói thiếp còn định trở về pha trà giờ chỉ muốn tắm rửa rồi ngủ pha trà thẩm tại giã nhíu mày chợt nhớ ra lại là một năm tổ chức hội thưởng thức trà người muốn chuẩn bị trà gì đào hoa sướng sờ nháy mắt nói lấy trà long tĩnh tại sao dù không biết nàng thích trà gì ra trước kia thích uống cái này nên tiếp lấy cái này đào hoa cười rào hoạt. Nhưng đầu nhìn nàng, thầm tại giã sắc mặt căng thẳng, đổi loại khác đi. Sao vậy, đào hoa xoay người, nháy mắt nhìn hắn, quý phi không thích loại này. Ừ, không ngờ thầm tại giã tiết lộ tin tức cho nàng, đào hoa vui mừng, vội đứng lên chỉnh trang dung nhan, trở về tranh xuân các. Nếu không thích trà long tính, thì dùng trà gì? Nàng thương lượng với cố hoài nhu, cố hoài nhu nói, đoàn nương tử nói lan quý phi thích khổ trà, lời này có chút kỳ lạ, mặc dù năm ngoái nàng thắng, gả vào tướng phủ, nhưng chưa chắc đúng. Người không cần suy nghĩ lời nàng, coi như chưa nghe thấy gì. Đào Hoa nói, hiện tại loại trừ trà long tính, có trà gì dễ uống và dễ pha không? Cố Hoài Nhu suy nghĩ một chút, nói ta hôm nay ra đường tìm thử, mang vài loại trà khác nhau về cho ngươi chọn. Dù trước đó có chút không vui, nhưng là bạn thật sự, Cố Hoài Nhu vẫn khá thẳng thắn, không nói nhiều liền đi lang hàn viện lấy bảng. Khi trở lại, mang theo hơn 20 loại trà, nhìn có vẻ rất tốn công. Đào hoa nhìn, dù ngoài miệng không nói gì, nhưng vẫn quay đầu bảo thanh đài đi lấy hai món bảo bối ra, lát nữa sẽ đưa tặng. Nương tử nhìn loại trà này, cố hỏi nhu hương phấn giới thiệu một bao trà, chủ quán nói đây là loại trà mới, gọi là mật ong trà lài, bên trong là hoa tường vi và trà xanh hỗn hợp, ngâm với nước mật ong, không chỉ hương vị ngọt ngào mà còn dễ pha uống dù không giỏi pha trà loại trà này ở triệu quốc cũng có đào hoa không lạ lẫm nghĩ rồi liền nhận bảo thanh đài mang đến chỗ lý y nữ kiểm tra xem có gì không ổn ngoài trà còn có bánh trà mỗi người đều phải chuẩn bị cố hoài nhu hỏi nương tử có sở trường gì về điểm tâm không có chứ đào hoa đã tính trước bánh đào hoa đúng lúc hợp với trà lài này, này càng thêm ngon vậy tốt rồi nếu ngài đã chuẩn bị xong, ta về chuẩn bị bản thân." Cố Hoài Nhu đứng lên nói, "Khi vào cung, nương tử nhớ chờ ta đi cùng." Gật đầu đồng ý, Đào Hoa nhìn nàng ra ngoài, rồi thử ngâm một bao mật ong trà lại để uống. Không biết Lan Quý phi có thích không, nhưng nàng thật sự thích. Loại trà này cũng dưỡng nhan, vì sư phụ nàng cũng rất thích uống. Dù không đáng yêu, cũng không phải tội lớn. Lần đầu tiên tham gia loại tụ hội này còn có chút căng thẳng nhưng với sự nhiệt tình của Cố Hoài Nhu, ngày đó nàng chủ động giúp đào hoa chọn xiêm y và đồ trang sức, vừa làm vừa nói cho nàng biết quy củ trong cung. Chỉ cần đừng trùng màu xiêm y và đồ trang sức với Lan Quý Phi là được. Cố Thị nói, trong cung đã truyền tin, chúng ta tránh màu kim hồng và đồ trang sức hình khổng tước là ổn. Đúng là cẩn thận, đào hoa gật đầu, làm theo lời nàng, rồi cùng nàng xuất môn. Khi thấy người khác, nàng còn vô ý thức quan sát xiêm y và đồ trang sức, sợ lỡ cố hoài nhu lừa nàng. Kết quả nhìn một vòng, phát hiện cố hoài nhu thật lòng giúp nàng lần đầu vào cung. Hóa ra kẻ địch khi trở thành bạn, thật sự rất đáng tin cậy. Tỷ tỷ hôm nay không ngồi cùng tiếp sao, thấy các nàng, liễu hương quân vội vàng tiến lên đón, có chút ủy khuất nhìn cố hoài nhu, năm xưa không đều mang muội muội tiến cung sao. Năm nay không mang được, cố hoài nhu thản nhiên nói, liễu thị y có cảnh cao khác, cần gì chịu thiệt xe ngựa của ta xin tránh đường. Nói xong, kéo đào hoa đi qua, trực tiếp ngồi trên xe. Đào hoa nhún mày, các ngươi triệt để chờ mặt rồi sao? Ừ, nương tử cũng nên cẩn thận nàng một chút, cố hoài nhu rủ mắt, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng là hạng người gì, ta rõ nhất. Trời âm mưu rất chán ghét người. Gật đầu, đào hoa tỏ ý hiểu, chuẩn bị hộp cơm để chờ xuất phát. Hôm nay thầm tại giã cũng muốn tiến cung, nhưng là để xử lý chiều chính sự, nên đào hoa không hỏi. Tướng phủ thế lực thật kinh ngạc, nhà khác sân nhỏ đi nhiều lắm là hai ba người, nhưng tướng phủ chỉ xe ngựa đã có năm chiếc, chưa kể bên trong còn có nhiều người. Trong nháy mắt đào hoa hiểu vì sao trong hậu viện lúc nào cũng gió tanh mưa máu, cảnh tượng này so với hậu cung cũng không kém. Thưởng thức trà sẽ được tổ chức ở chỉ lan cung của Lan Quý Phi, cung quy phức tạp, trải qua một lúc kiểm tra và hành lễ, nhóm mệnh phụ mới tới địa điểm. Lan Quý Phi chưa đi ra, trong sân đầy chỗ ngồi, đan sen hợp lý, nhìn giống như ngồi theo địa vị. Tam công cửu khanh có quan giai, nữ nhi của các gia còn phân đích nữ thư nữ, mọi người dối rít ngồi xuống, đào hoa phát hiện mình ngồi đâu cũng không đúng. Nàng là công chúa triệu quốc, theo lý không thể so với nữ nhi của tam công cửu khanh địa vị thấp. Nhưng trên đầu cầu thang không có chỗ ngồi trống, chỉ có một chỗ ngồi trống ở dưới cùng. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 83. Mai Chiếu Tuyết vội vàng bắt chuyện với những người xung quanh, tỏ ra như không để ý đến nàng, còn những người khác cũng giả vờ không thấy nàng, phối hợp trò chuyện. Cố Hoài Nhu nhận thấy điều bất thường, nhưng chỗ ngồi bên cạnh mình đã có người ngồi. Nàng nhất thời không biết nên làm gì. Đào hoa mím môi, dù nàng chấp nhận làm thiếp của thầm tại giã, nhưng nàng vẫn đại diện cho nước triệu. Nếu phải ngồi ở vị trí cuối cùng, điều này sẽ làm mất mặt nước triệu, khiến nàng bị người dân nước triệu chỉ trích. Suy nghĩ một lúc, đào hoa quyết định đứng yên chờ Lan Quý Phi xuất hiện. Mai chiếu tuyết quan sát nàng, muốn xem phản ứng của nàng nhưng nàng vẫn đứng yên. Dù là người của tướng phủ, nàng cũng cảm thấy hơi lúng túng, nên lên tiếng nhẹ nhàng nhắc nhở, Khương Thị, tìm chỗ ngồi đi. Ở đây không có chỗ cho thiếp, đào hoa cười, quỳ gối trước mai chiếu tuyết, chắc là thiếp chưa bài kiên quý phi nương nương, nên nương nương quên mất thiếp. Thiếp xin chờ để thỉnh an. Tần giải ngữ nhíu mày, chỉ về phía một chỗ ngồi, chỗ kia không phải là có sao. Đào hoa mỉm cười, đó không phải chỗ của thiếp. Người thật ngạo mạn, cứ tưởng vào cung cũng được nhân nhượng sao. Tần giải ngữ tức giận, nếu ngươi không hiểu quy củ, bị nương nương trách phạt thì đừng liên lụy đến tướng phủ. Như thế nào cũng là người của tướng phủ, mai chiếu tuyết thở dài, nương nương trách phạt cũng chỉ trách ta không quản lý tốt, không trách khương thị. Vì thế nàng không kiêng nể cũng là lẽ thường lời này khiến các phu nhân nhìn đào hoa với ánh mắt không thiện cảm loại người y sùng mà kêu như nàng chỉ được yêu thích trước mặt nam nhân còn ở đây thì không được ưa chuộng đào hoa không để ý hiểu rõ trận chiến miệng lưỡi của phụ nữ khi nào có người có quyền quyết định lên tiếng thì nàng sẽ tranh luận tránh gây ấn tượng xấu may mắn thay lan quý phi xuất hiện rất nhanh chuyện gì đây lan quý phi nhìn đào hoa đang đứng khương thị sao không ngồi Mai Chiếu Tuyết đứng lên, vuốt cằm, là lỗi của thiếp, thường ngồi bên trái nương nương, năm nay quên mất Khương Thị. Lan Quý Phi lạnh lùng nhìn nàng, ngươi là con gái của Cửu Khanh, tự nhiên phải ngồi bên trái. Mai Chiếu Tuyết cười, quỳ gối, mọi người quay sang nhìn đào hoa như xem kịch. Đào hoa tiến lên hành lễ, thiếp bái kiến Quý Phi nương nương. Lan Quý Phi ngồi xuống, không cho nàng đứng dậy, hỏi sao không ngồi. Chê công chỉ Lan không đủ lớn, nương nương quá lời, chỉ lan cung rất lớn. Đào hoa mỉm cười, thiếp chỉ sợ làm hỏng danh tiếng nương nương nên không dám mồi. a à, lan quý phi cười, người không ngồi thì liên quan gì đến ta? Tất nhiên là có, đào hoa chỉ vào chỗ trống, nếu thiếp ngồi đó, người ngoài sẽ nói cung chỉ lan không phân biệt tôn ti, không đúng quy củ. Điều này sẽ gây tai tiếng cho nương nương. Ngừng lại một chút, trước khi lan quý phi tức giận, nàng tiếp, lần trước ở chuồng ngựa gặp nương nương, thiếp thấy nương nương không chỉ hoa quý mà còn đoan trang, hào phóng, biết lễ nghĩa, nên được thánh sủng. Hôm nay chỗ ngồi này tuy nhỏ, nhưng đại diện cho thái độ của chỉ Lan Cung. Thiếp không muốn nương nương bị mang tiếng oan, nên mới không dám ngồi, xin nương nương tha thứ. Lời lẽ khéo léo này khiến cố hoài nhu nghe mà kinh ngạc, nhìn Lan Quý Phi từ bất ngờ chuyển sang suy nghĩ, cuối cùng gật đầu, người nói rất có lý. Mai Chiếu Tuyết kinh ngạc, vội đứng lên, nếu vậy lỗi của thiếp càng lớn thiếp nhường chỗ cho khương thị phu nhân là chính thất sao lại nhường chỗ cho thiếp đào hoa cười quý phi nương nương thông minh sẽ tự sắp xếp mai chiếu tuyết ngừng lại nhìn nàng chằm chằm đào hoa không né tránh đáp lại bằng nụ cười không chạm mắt lan quý phi phất tay bảo công nhân rời bàn thấp cùng đệm đến bên phải khương thị thân phận đặc biệt hôm nay không phân biệt chính thất tiểu thiếp triệu quốc công chúa đến đại ngụy nên lấy lễ khách mà đối đãi ngồi đây đi. Mọi người giật mình, nhìn Khương Thị tiến lên, trong lòng nghĩ đủ thứ. Thật là lợi hại, cố hoài nhu bên cạnh khen ngợi nhỏ giọng khí thế này không hổ là công chúa nước triều. Nếu là người khác, tất nhiên không biết đối phó, có thể gây xung đột với quý phi, hoặc bị sắc mặt quý phi dọa sợ mà im lặng. Không ngờ Khương Nương Tử lại nói nhiều lời có lý như vậy. Mai Chiếu Tuyết và đoàn vân tâm không biểu cảm gì, nhưng tần thị tức giận gần chết, nhìn đào hoa cười suýt nữa ném khăn lẩm bẩm ta thật không thể chịu nổi vẻ kiêu ngạo đắc ý của nàng trước khi nàng vào phủ mọi người thích nàng vì kiêu ngạo và mị ý nhưng sau khi vào phủ không ai nói nàng quyến rũ mà chỉ bảo nàng kiêu ngạo đào hoa vừa ngồi xuống đã cảm thấy có ánh mắt đâm vào mặt mình nàng ngẩng đầu nhìn thấy tần giải ngữ đang nhìn mình mắt có chút khó hiểu vị chủ tử này sao lại không vừa mắt nàng rời ánh mắt đi Tân Giải Ngữ bắt đầu loay hoay với hộp cơm trước mặt. Đào Hoa thấy thế cũng không suy nghĩ nhiều, chờ buổi thưởng trà bắt đầu. Năm nay thưởng trà vẫn như cũ, Lan Quý Phi nhìn quanh, cười nói, trước nếm trà bánh, sau uống trà ngon. Các phu nhân chắc đều mang theo điểm tâm và trà tự làm, ta sẽ thử qua từng món và đánh giá. Mọi người đồng ý, Đào Hoa cũng cúi đầu theo, nhưng lòng nàng không khỏi nghĩ, Quý phi nương nương ăn no dỗi việc sao? sao lại tổ chức buổi thường trà này. Nhưng rồi nàng nhận ra, buổi thường trà này thực tế là để đánh giá con người. Các gia đình không chỉ đưa phu nhân mà còn có cả khuê nữ. Những cô gái chưa chồng mặc váy dài rực rỡ đứng cạnh các phu nhân đã gả, thật nổi bật. Trước đây, Cố Hoài Nhu nói, đoàn vân tâm thắng buổi thường trà này mà gả vào phủ thừa tướng. Nên không lạ gì những cô nương này tích cực như vậy. Nhưng sao trong phủ này cũng nhiều người tích cực thế? Thiếp làm phỉ thúy bánh ngọt, dùng chè đậu xanh bao bánh đậu, rất khai vị. Mai chiếu tuyết mở hộp cơm, những người khác cũng lần lượt lấy điểm tâm ra. Tần thị làm dầu chiên, Đoàn thị làm ngọc ấn trương chứng, mỗi người đều có món ngon. Lan quý phi hài lòng, nhìn đào hoa, ngươi làm bánh gì? Bánh đào hoa, đào hoa cười, dùng tường vi nở đúng mùa, ngọt ngào xốp giòn. Vậy sao không gọi là tường vi bánh? Lan quý phi lẩm bẩm rồi đứng dậy nếm thử. Ngon nhưng rõ ràng không phải người thường xuyên làm điểm tâm, tay nghề không thuần thục. Lan Quý phi không nói gì, tiếp tục nếm món khác. Cung nhân dẫn các phu nhân đi pha trà. Đào Hoa thở phào nhẹ nhõm, tìm Cố thị cùng đi. Cẩn thận chút, Cố thị nhắc nhở, phu nhân có vẻ không muốn bỏ qua cho ngài. Mới nhìn ra sao, Đào Hoa cười, phu nhân sớm đã gây sự với ta chỉ là hôm nay rõ ràng hơn vì thầm tại giã không ở đây, không thể can thiệp. Cố Hoài Nhu lắc đầu, dẫn nàng đi xa pha trà, liên tục nói, ngài đang đối mặt với nhiều kẻ địch, phải cẩn thận. Kể cả ngươi sao, đào hoa cười hỏi. Cố thị ngẩn ra, mắt trợn tròn, phòng bị ta làm gì? Ta sẽ không hại ngài. Khương thị lợi hại như vậy, dù bỏ qua tình nghĩa không nói, nàng cũng không dại mà đối đầu. Cười khẽ, Đào Hoa bưng trà trở về, "Đủ ngươi thôi, đi nào." Pha trà có thời gian dài ngắn khác nhau, khi họ trở về, chỗ ngồi vẫn còn nhiều trống, Lan Quý phi đang ăn dầu chiên của Tần Giải Ngữ. "Trở về sớm thật," Lan Quý phi nói, "Món này ngon nhưng quá dầu, vừa vặn hạ trà." "Khương thị, trà của ngươi pha xong chưa? Lấy ra đi." "Vâng," Đào Hoa cúi đầu, cung kính mang trà lại mật ong lên. Lan Quý phi uống lâu mới nếm được vị nhăn mày, sao ngọt vậy? Thưa nương nương, đây là trà mới của kinh đô, gọi là trà lài mật ong. Cố hỏi Nhu giải thích, có tác dụng làm đẹp da. chương 84 Nghe nói mật ong trà lài có hiệu quả này, Lan quý phi hơi thả lỏng lông mày, nhưng vẫn uống hết trà như uống nước, rồi nói tốt thì tốt, nhưng bản cung không thích ngọt. Đào hoa nhớn mày, nghĩ thầm đoàn vân tâm chẳng lẽ không lừa nàng. Lan Quý Phi thật sự thích trà đắng vậy thì nàng đã nghĩ xấu về người tốt rồi. Đặt chén trà xuống, Lan Quý Phi định tiếp tục thưởng thức các món điểm tâm khác, nhưng bụng đột nhiên đau nhói, khiến nàng suýt ngã. Nương nương, cung nữ bên cạnh vội vàng đỡ lấy nàng, cúi đầu thấy sắc mặt Quý Phi không ổn, đây là sao? Không sao, có lẽ là ăn quá nhiều. Lan Quý Phi ôm bụng, đứng một lát để nghĩ sẽ giảm bớt, nhưng càng đứng, sắc mặt càng tệ, khiến đảo hoa lo lắng, nương nương có nên gọi Thái Y xem qua một chút không? Mọi người vội dìu nàng vào phòng, Thái Y đến nhanh, sau khi bắt mạch thì nhíu mày hỏi, nương nương mới ăn gì? Tiểu cung nữ bên cạnh chỉ đào hoa nói, cuối cùng uống là trà của phu nhân này, uống xong liền không bình thường. Đem chén trà tới. Vâng. Trong lòng lạnh toát, đào hoa cảm thấy có sự cảm xấu, đứng ngoài cửa nhìn vào, thấy tiểu cung nữ ra rồi trở lại, cau mày nói, chén trà không thấy. Bên ngoài, Nhóm pha trà tụ tập lại, không biết chuyện gì xảy ra, vẫn tìm kiếm bóng dáng Quý phi Nương Nương. Cố hỏi Nhu đứng ngoài cửa nhìn hồi lâu, mới Nương Nương uống xong liền đặt chén trà trên bàn ngươi, ai cũng không chú ý, nhưng đã không thấy tăm hơi. Đó chính là có người không vừa mắt ta. Đào Hoa mím môi, nhưng kỳ quái là, trong trà ta không thể có vấn đề, lúc chúng ta rót trà ngon, cung nhân cũng đã kiểm tra rồi. Đúng vậy, phàm là muốn nhập vào miệng Nương Nương, đều phải qua kiểm tra. Cố hỏi nhu nhíu mày, nhìn vào nội điện, nhỏ giọng nói, cung nhân không có việc gì, sao nương nương lại có. Đại cô cô từ trong điện đi ra, mặt khó coi nhìn đào hoa, chén trà không thấy. Có lẽ là cung nhân vô ý lấy đi, nô tỳ sẽ điều tra kỹ. Về phần nương nương có phải vì trà của ngài mà bị thế này, cũng dễ xử lý, nô tỳ sẽ nhờ người nếm thử các trà khác và trà bánh. Nếu không có vấn đề, xin mời phu nhân cùng nô tỳ đến tư tông phủ đào hoa mí môi, thiếp không hại nương nương, cô cô muốn cha, xin cứ điều tra kỹ, để tránh nhường kẻ thật sự muốn hại nương nương trốn thoát. Nô tỳ hiểu, phương nhị cô cô gật đầu, mang người đi ra ngoài. Mai chiếu tuyết và nhóm người mới vừa trở về, thấy cảnh này, rất mơ hồ hỏi chuyện gì xảy ra. Phương nhị cô cô khoanh tay, liếc nhìn nàng nói, quý phi nương nương trúng độc, thái y đang giải độc, thỉnh các phu nhân đem trà và trà bánh đặt trên án, từ chỉ lan cung nhân nếm qua, rồi kết luận. Chúng độc, một đám nữ nhân che miệng, tần giải ngữ nhíu mày hỏi, chúng độc trước ăn gì? Trực tiếp tra vật đó không được sao? Nương nương cuối cùng uống trà của Khương phu nhân, Phương nhị rũ mắt, giọng trầm, khéo chính là, một cái quay lưng, chén trà không thấy, không chỗ kiểm tra, chỉ có thể tra trà của các phu nhân khác. Lấy đó để xem chén trà có vấn đề hay không. Mai chiếu tuyết mặt trắng bệch, vội hướng vào đại điện, quỳ xuống ngoài điện, thiếp quản giáo không nghiêm, nhưng cầu xin nương nương phượng thể an khang, nếu không muôn lần chết cũng khó đền tội này. Lan Quý Phi nằm yếu ớt, không còn sức để ý nàng. Đào Hoa đứng ngoài nhìn nàng, thấp giọng nói, thiếp dù là tướng phủ nhân, bị oan uổng, phu nhân phản ứng đầu tiên không phải là thanh minh, mà là nhận tội, mặc kệ việc này có dính đến phủ thừa tướng hay không. Người câm miệng, mai chiếu tuyết mắt đầy lo lắng, tức giận nói, năm xưa uống trà không sao, năm nay đều là ngươi gây ra, biết vậy ta không mang ngươi theo, cũng ít mối hỏa. Nếu thiếp có gan đó độc hại quý phi nương nương, ngài sẽ không bình yên ở đây quỷ nói chuyện. Đào hoa nhìn sâu vào nàng, thiếp không làm, cũng sẽ không sinh hỏa, nếu có mối hỏa, đó không phải lỗi của thiếp, nên hỏi ai không chịu buông tha thiếp. Mai chiếu tuyết muốn trách cứ, nhưng thái úy gia phu nhân cười lạnh, các ngươi tranh thủ tình cảm, lại gây chuyện trước mặt quý phi nương nương, còn hại nương nương chúng độc nếu truyền đến tai hoàng thượng, các ngươi có cơ hội tranh luận ai đúng ai sai. Trực tiếp bị hỏi tội. Thân thể cứng đờ, mai chiếu tuyết quỳ không động, phía sau tần giải ngữ trừng mắt đào hoa, cắn răng nói, ai gây hỏa, người đó chịu trách nhiệm, dính líu người khác mà còn mạnh miệng, không biết trước đây học quy củ thế nào. Tự nhiên học không hại người, luôn tự gian mình giữ quy củ. Đào hoa hí mắt, ở góc tối dài độc cây nấm, mới là thật trong nhà không giáo được. Ngươi! nội điện rèm vén lên, cắt đứt khẩu chiến. Thái y đi ra nói, không biết nương nương ăn gì, nhưng chắc chắn chúng độc, đã mở phương thuốc giải độc, nương nương cần ăn thanh đạm vài ngày. Về phần chuyện khác, không phải việc của vi thần, vi thần xin cáo lui. Thái y đi thong thả, phương nhị cô cô ở cửa tiến, sau khi người đi, cung nhân đã nếm thử trà bánh. Không ai có triệu chứng chúng độc giống Lan Quý Phi. Giải quyết xong chuyện, đào hoa quỷ bên cạnh mai chiếu tuyết, Nhìn mặt âm trầm của Phương Nhị cô cô, không nhịn được nói, thiếp nước trà không thể có vấn đề, chỉ Lan cung không phải có người đặc biệt kiểm tra sao? Nô tỳ không biết, Phương Nhị giọng lạnh, nếu có người cố tình làm ác, kiểm tra cũng không đảm bảo. Đào Hoa nhíu mày, nghĩ bản thân gần đây ý thức nguy cơ có phai nhạt, không phát hiện bị lừa. Hơn nữa, nàng không biết vấn đề ra ở đâu. Nàng không hạ độc, quý phi nương nương lại trúng độc, là có huyền cơ gì, hay quý phi nương nương không ưa nàng? cố ý làm khó. Người đâu, Phương nhị hướng ra ngoài, đem Khương Phu Nhân thỉnh đi tư tông phủ, thông báo Hoàng thượng và Thừa tướng. Vâng, trong cung tình huống này đào hoa không quen thuộc, nghĩ không ra cách thoát thân, chỉ gửi hy vọng vào thầm tại giả Nhưng thầm tại giả và Lan Quý Phi quan hệ, nàng không rõ, lần này sẽ cứu nàng, hay thêm họa. Ngự thư phòng, Hoàng đế và thầm tại giả đánh cờ, đến chỗ mấu chốt, nghe tin từ chỉ lan cung. Cái gì, hoàng đế nhíu mày, lập tức đứng dậy, làm sao chúng độc. Cung nhân nhìn thầm tại giã, kể chuyện, thẩm tại giã mím môi hỏi, xác định Khương phu nhân gây nên. Mặc dù chưa có chứng cớ, nhưng Phương nhị cô cô nhờ nếm thử đồ khác, không có vấn đề. Hoàng đế với sắc mặt khó coi, dẫn theo thẩm tại giã đến chỉ lan cung, vừa đi vừa nói, chấm tin tưởng ngươi, nhưng hậu viện của ngươi quá nhiều nữ nhân và hỗn loạn nếu thực sự có ai hại lan nhi đừng trách chấm tàn nhẫn thẩm tải giã cười nhẹ vuốt cầm nói nếu thực sự có người to gan như vậy không cần bệ hạ xử lý thần cũng sẽ không tha cho nàng a à, hoàng đế nghiêng đầu nhìn hắn không phải ngươi rất sủng ái khương thị sao ngươi cũng đành lòng sao trong lòng thần nữ nhân chỉ là vật tiêu khiển thẩm tải giã nói lúc bình thường muốn sủng ái thế nào cũng được nhưng nếu gây chuyện thần sẽ không nuông chiều ai gây nhiệt, người đó phải gánh hậu quả. Hoàng đế mím môi, nhìn hắn một cái thật sâu, người quả là trụ cột của đại ngụy. Thẩm tại giã vuốt cằm, theo chân hoàng đế bước vào chỉ lan cung. Mọi người đã tản đi, chỉ còn người của tướng phủ quỳ bên ngoài. Thẩm tại giã nhìn qua, Khương Đào Hoa không có ở đó, có lẽ đã đi tư tông phủ. Ái phi, hoàng đế bước vào điện, đỡ lan quý phi dựa vào vai mình, nhíu mày hỏi thế nào rồi. Lan Quý Phi cười nhẹ, không có gì nghiêm trọng, chỉ hơi khó chịu, tính mạng không nguy hiểm. Nếu nguy hiểm đến tính mạng ngươi, thì sao? Hoàng đế tức giận, nhìn về phía Phương Nhị, người phạm thượng đâu rồi? Đã bị đưa đến tư tông phủ, Phương Nhị nhìn thừa tướng một cái rồi nói, nô tỳ đã điều tra, chỉ Lan Cung không có vấn đề gì khác. Đã để ra nghi vấn kiểm tra thức ăn của công nhân chưa? Thẩm tải giã nghiêm túc nói, chức trách của họ là đảm bảo an toàn cho nương nương, nếu hôm nay xảy ra chuyện, cô cô không hỏi đến sao. Phương Nhị sướng sờ, mím môi nói, là nô tỳ sơ suất, ta sẽ đi kiểm tra ngay. Thẩm tại giã gật đầu, làn quý phi trên giường liếc nhìn hắn, cười khẽ thừa tướng vẫn che chở cho Khương Thị. Nương nương minh giám, thẩm tại giã chắp tay nói, thần không che chở Khương Thị, chỉ tin rằng nàng không ngu ngốc đến mức làm điều đó trước mặt nương nương. Nếu có người ở sau lưng dở trò, cố ý tổn thương nương nương để tranh thủ tình cảm, thần sẽ không tha thứ. Hoàng đế gật đầu, người nói rất đúng, cần phải điều tra rõ ràng. Cô cô hãy đưa tất cả danh sách trà nước hôm nay để ta xem xét. Thẩm tại dã nói. Phương nhị do dự nhìn Lan Quý Phi, sau đó nhắm mắt gật đầu và đi lấy hóa đơn. Cùng lúc đó, những người chịu trách nhiệm kiểm tra thức ăn nước trà cũng bị đưa tới bên ngoài quỳ, lớn tiếng kêu các nô tài đã kiểm tra kỹ càng, không có vấn đề gì mới dám đưa lên nương nương, các nô tài bị hoan uổng. Hoàng đế nghe vậy nhíu mày, Lan Quý Phi yếu ớt nói, thật kỳ lạ, đồ ăn không có vấn đề gì mà ta lại trúng độc, chẳng lẽ ta tự mình xui xẻo. Ngươi đừng lo, Hoàng đế nhẹ nhàng chân an, rồi ngừng đầu nhìn thầm tại giả, thừa tướng thông minh, có lẽ sẽ tìm ra manh mối gì đó. chương 85 Thẩm tại giả cầm tờ danh sách trong tay, liếc nhìn một lần rồi cúi đầu hỏi Lan Quý Phi, trước khi uống trà của Khương thị, nương nương có ăn đồ chiên của Tần thị không? Lan Quý phi nhún mày, thừa tướng sao lại biết được? Thần mặc dù không chuyên về dưỡng thân, nhưng đã từng xem qua vài cuốn sách liên quan. Thẩm tại giả nói, có sách ghi rằng, mật ong khi kết hợp với đồ chiên rất dễ gây ngộ độc, dẫn đến đau bụng và tiêu chảy. Lan Quý phi hơi sững sờ, không vui nhìn hắn, thừa tướng không phải vì muốn Khương thị thoát tội mà nói bữa đó chứ? nếu nương nương không tin, có thể hỏi thăm thái y. Thẩm tại giã cúi đầu nói, thần nếu có nửa câu dối trá, nguyện chịu tội cùng Khương Thị. Khá lắm, chịu tội cùng Khương Thị, Lan Quý Phi cười lạnh, nhắm mắt nói, nếu thừa tướng một lòng muốn bảo vệ Khương Thị, thì bản cung còn gì để nói. Lan Nhi, đừng nóng giận, hoàng đế vỗ vai nàng, thừa tướng luôn đối xử tốt với ngươi, sao có thể vì người khác mà giải vây. Chấm thấy lời thừa tướng nói hợp lý, mọi chuyện đều giải thích được. trà của khương thị đã được kiểm tra, không có vấn đề. những thứ khác cũng không có vấn đề, chỉ có thể do kết hợp không đúng. từ nay về sau, khi kiểm tra đồ ăn, không cần nhiều công nhân tách riêng làm, chỉ cần một người kiểm tra để đảm bảo. hoàng thượng nói phải. lan quý phi gật đầu, thấp giọng hỏi, vậy khương thị nên xử trí thế nào? hoàng đế nhìn thầm tại dã, cười khẽ chuyện hôm nay là ngoài ý muốn, khương thị và tần thị có lẽ không hiểu thức ăn kỹ nhau cho qua thôi. Chấm sẽ bù đắp tổn thất cho ngươi. Lan Quý Phi mím môi, nhìn thầm tại giã, vậy mời thừa tướng dạy dỗ hậu viện của mình. Thần tuân chỉ, thầm tại giã cúi đầu hành lễ, sau đó rời khỏi cung đón người. Đào hoa ngồi co do trong góc nhà tù tạm thời, khi thấy thầm tại giã vào, nàng như con chuột nhỏ, rút vào một góc. Chưa đủ hả? Vừa nghe thấy giọng thầm tại giã, đào hoa lập tức nhảy lên, ôm lấy eo hắn, ra cho thiếp thời gian giải thích, Lan Quý Phi chúng độc không liên quan đến thiếp. Hắn biết rõ điều đó, nhưng thấy vẻ mặt căng thẳng của nàng, thẩm tại giã nghiêm mặt, nếu không liên quan đến ngươi, sao lại bị giam? Thiếp chưa quen cuộc sống trong cung, lại không được nương nương chào đón, bị giam là bất đắc dĩ. Đào hoa dẫm chân, thiếp đã suy nghĩ rõ ràng, nếu nương nương khăng khăng buộc tội thiếp, hãy cùng kiểm tra cung nhân. Như vậy họ sẽ bảo vệ tính mạng, chứng minh trà của thiếp không có vấn đề thẩm tại giã nhớn mày, trà của ngươi không có vấn đề, đồ của người khác cũng không có vấn đề, sao Lan Quý Phi trúng độc. Thiếp cũng nghĩ tới điều đó, đào hoa nói có hai khả năng, hoặc là Quý Phi nương nương cố ý dạy dỗ thiếp, hoặc là có thức ăn kỵ nhau. Thẩm tại giã hí mắt nhìn nàng, ngươi đã rõ ràng, sao không nói thẳng với Quý Phi. Đào hoa miếu máu, thiếp nói thế nào được, Quý Phi nương nương trị liệu trong nội điện, phái nha hoàn ra hỏi tội. Thiếp nói gì họ cũng không tin, họ chỉ muốn tìm người gánh tội, buông tha thiếp thì họ sẽ gặp nạn. Nói xong, nàng nhìn hắn, ôm eo hắn làm nũng, thiếp chờ ra đến cứu, ra nhất định phải tin thiếp. Thẩm tải giã nhìn nàng sâu xa, ngươi đặt hy vọng cứu mình vào ta, nếu ta không tin ngươi thì sao? Ngài không nhẫn tâm như vậy mà, đào hoa nhìn hắn, lúc trước thiếp giúp ngài, ngài đã hứa che chở thiếp. Tốt lắm, lần này ta tốn chút tâm tư cứu ngươi. Thẩm tại giã mỉm cười công lao của ngươi cũng xem như đã trả thế nào không biết xấu hổ ngươi nói gì thẩm tại giã nhún mày đào hoa quay đầu hư một tiếng cười hi hì, thiếp nói may mắn ra tin tưởng thiếp thiếp sẽ làm tốt mọi việc hảo thẩm tại giã ôm nàng chúng ta về phủ thôi vâng đợi chút trở về ngay sao đào hoa ngẩn người ngài không cần nói rõ với quý phi nương nương sao ngươi đừng lo ta sẽ lo. Thẩm tại giã nghiêm trang, xem ra còn phải tốn không ít công phu. Đào hoa thấy ấy náy, xuất cung liền nhu thuận nắn vai đấm lưng cho thẩm tại giã. Thẩm tại giã khóe môi khẽ nhích, đột nhiên thấy lừa đào hoa là chuyện thú vị nhất trên đời. Tuy nhiên, khi về đến tướng phủ, bầu không khí vẫn nghiêm túc. Thẩm tại giã không tin trùng hợp như vậy, thức ăn kỵ nhau đều do người trong tướng phủ mang đến. Mai Chiếu Tuyết mang theo tất cả cơ thiếp quỳ gối ở Lâm Vũ Viện, Đào Hoa và Tần Thị Quỳ trước nhất, đều cúi đầu không dám lên tiếng. Các ngươi tự chuẩn bị đồ chiên và trà mật ong, thẩm tại giã hỏi. Tần giải ngữ nhỏ giọng thiếp chuẩn bị đồ chiên, nhưng không biết sẽ xảy ra chuyện này. Thiếp đã báo phòng bếp để tránh trùng lập, còn trà mật ong của Khương Thị mới mua về hai ngày nay. Đào Hoa gật đầu, trà mật ong mới mua về, thiếp không biết không thể kết hợp với đồ chiên cố hoài nhu do dự rồi nói thiếp mua trà mật ong cho khương nương tử không biết có thức ăn kỵ nhau thẩm tại giã nhìn mai chiếu tuyết phu nhân không biết sao phu nhân dưỡng thân rất tốt thiếp bận rộn trà đảo không chú ý hậu viện mai chiếu tuyết nói tất cả đều do tần thị lo tần thị hỗ trợ mọi việc người phu nhân này không bằng nhường một nửa vị trí cho nàng thẩm tại giã mỉm cười tần giải ngữ cuốn quyết dập đầu ra nói quá lời thiếp chỉ hỗ trợ phu nhân. Phu nhân có lỗi, người nên giúp đỡ gánh vác. Thẩm tại dã nói, lăng hàn viện, hải đường viện, giảm nửa chi phí tháng này. Đa tạ ra, mai chiếu tuyết khấu đầu, tần giải ngữ không cam lòng, việc này sao chỉ mình thiếp và phu nhân chịu. Khương thị và cố thị cũng nên cùng tội. Ta chưa nói các nàng vô tội, thẩm tại dã nói, nhưng hai cái sân gần đây tưởng thường nhiều, giảm chi phí cũng không có tác dụng, mỗi người chép ra huấn 30 lần đa tạ ra đào hoa và cố hoài nhu hành lễ tần giải ngữ không hài lòng nhưng cũng phải nhịn thẩm tại giã không vui phủ ra chuyện thế này ảnh hưởng quan hệ với hoàng thượng gần đây tốn nhiều tâm tư đền bù tự nhiên không có sắc mặt tốt xử trí xong hắn trở về thư phòng cho mọi người lui ra ra khỏi lâm vũ viện tần giải ngữ không nhịn được chặn khương đào hoa ngươi làm liên lụy mọi người không thấy hổ thẹn đào hoa liếc nhìn nàng Người nghĩ sự việc do ta gây ra. Hôm nay chỉ mình ta bị giam. Người làm yêu quái, không liên quan ngươi quan ai. Tần thị diễu cợt, muốn kéo ta xuống nước, tâm địa cay độc. Cố hỏi nhu nhíu mày, tần nương tử đừng nói quá. Ai kéo ai xuống nước chưa biết. Khương nương tử được sủng, sao phải hại mình. Không có sủng nhân mới nghĩ ra chủ ý này. Ờ, cố nương tử hôm nay leo lên trước cao, cũng dám cãi ta. Tần giải ngữ, ngươi giả truyền mang thai, ra tha thứ người nghĩ không có gì cẩn thận lại gặp báo ứng ngươi đừng cãi mai chiếu tuyết giận dữ đây là chợ sao các ngươi đều xuất thân nhà giàu nói chuyện như vậy mau về mọi người im lặng tàn đi cố hoài nhu kéo đào hoa nhưng nàng đi chậm nhìn người khác đi rồi nói với mai chiếu tuyết phu nhân thiếp có lời muốn nói mai chiếu tuyết nhàn nhạt nói gì ngài không thấy hôm nay chuyện kỳ quặc sao Đào hoa cười, không phải ngài hay thiếp, là ai dẫn đến chuyện này, khiến bốn người chúng ta gặp nạn. Ngươi thật biết đổi trắng thay đen, tần giải ngữ, rõ ràng ngươi làm, còn muốn đổ cho ai. Nhìn bóng lưng xa, đào hoa lắc đầu, tin hay không tùy ngài, đừng coi thiếp là đối thủ, đối thủ thật là người khác. Coi chừng ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Mai chiếu tuyết sướng sờ, nhíu mày nhìn về phía trước. Một lát sau nàng dù mắt nói trong viện tử này không nên có tranh chấp nhắc nhở của ngươi thừa thải phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn